sẽ thêm cười. Bạn bè từ khắp nơi này quay về chào đón trong ngày vui thiết tha. Từng ngày cùng chi nữa ai ơi, hòa mình cùng vui suốt hôm nay. Cùng đời tuổi trẻ chúng ta luôn nhiều mơ ước tương lai tìm ra người. Anh nhìn ngắm khắp nơi đây, bạn bè đến qua đông vui. Xuân sang đây hát tin ta cùng đàn nhịp trong từng bước thật tích vui. Đèn màu rực rỡ lung linh, nào cùng tất tin ta bạn, nào cùng nhau hay vui trong lần đất nước ta quen nhiều bạn bè. Mỗi mùa mang đến bất ngờ. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ. Thưa quý vị và các bạn, Hội Ngộ Bất Ngờ cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của nhãn hàng Diana. Thưa quý vị, đến Hội Ngộ Bất Ngờ, quý vị sẽ có cơ hội để thưởng thức những bài hát dân ca, nghe những câu ca dao tục ngữ và xem trò chơi dân gian vân vân. Thưa quý vị và các bạn, hai đội chơi của chúng ta sẽ trải qua nhiều vòng thi, từ vòng 1 cho đến vòng 3. Và thưa quý vị, 60 thành viên sẽ là người bình chọn sau mỗi vòng thi. Thí dụ như sau mỗi vòng thi, đội A được 36 điểm có nghĩa là tiền thưởng 1 triệu 200 nghìn đồng. Còn đội B 24 điểm thì được 800 nghìn đồng. Và cứ như thế chúng ta tổng kết lại sau cùng, đội nào cao điểm hơn sẽ bước vào vòng thi đặc biệt. Và vòng thi đặc biệt thì giải thưởng có thể lên đến 5 triệu đồng. Thưa quý vị, tất cả đã được sẵn sàng, hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt, cổ vũ tinh thần cho hai đội A và B. Ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng làm quen, dành một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho đội A. Và các cô gái của chúng ta vừa sẵn sàng để chuẩn bị qua chào đón tiếp theo là các chàng trai của đội B. Xin mời đội A có đôi lời để giới thiệu về đội mình. Nhóm chúng tôi là Kính Cận Điều. Xin chào tất cả các bạn quý vị khán giả. Chào anh MC Duyên Dáng và chào tất cả các bạn bên Ý. Các thành viên trong nhóm của chúng tôi, thành viên đầu tiên là Cận Nhí Nhảnh Mỹ Chi. Đang đến với vòng 2 của chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ được mang tên Thi Kiến Thức Ca Dao Tục Ngữ. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 5 phút,
hai đội sẽ nêu các câu ca dao tục ngữ, trong đó có chủ đề là mưa mưa mưa, có từ mưa là được. Làm thế nào để có trữ lượng thật phong phú đa dạng, các bạn sẽ đọc thật nhiều câu mưa và diễn tả các loại tình cảm khác nhau. Xin lưu ý, ngoài chuyện các bạn thuộc các câu ca dao tục ngữ, phải diễn cảm thế nào cho rõ ràng, cho ấn tượng, nội dung cần nêu lên. Và bây giờ xin đọc mẫu. Trời mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ, tôi thương một người có mẹ không cha. Hey hấp, đội cao điểm hơn sẽ được xuất phát trước, xin mời đội trai quê. Trời mưa lâm râm, công nghệ. Trời mưa lâm râm, cây trồng có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Hai ba. Chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Hai hấp. Cô kia má phấn môi son, nắng tầm mưa dãi càng dồn càng ưa. Hai ba. Tiền gươi, tiền ngược, em ướt gió nồm, tiền xuôi em ướt mưa nguồn gió trên. Người ta đi cấy lấy công, tôi đây đi cấy còn trong nhiều bề. Trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm. Hey, hấp. Nắng mưa nước thấm mặt đường, nắng đi nắng lại xem thường nhau đi. Hey, hấp. Dài trời, dài trời, đừng nắng, đừng mưa, cho trăng sáng tỏ anh đưa em về. Trời mưa lại dùng
trời mưa lại dùng tắm chơi thì thôi. Hai ba. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc phơi rơi. Nhanh lên còn thời gian tiếp tục. Mùa xuân phơi phới ngoài trời, ta về đập đất ta trồng lấy cây. Tiếp. Tháng 9 mưa rơi, tháng 10 mưa nặng. Vừa hết thời gian. Thưa quý vị, trữ lượng về mưa trong dân gian rất là nhiều, bởi vì mỗi năm đều có mưa và những cảm xúc, những tình cảm phải ghi dấu bằng hiện tượng thiên nhiên rất nhiều và rất phong phú. Hai đội cũng nỗ lực rất nhiều để cố gắng để hoàn thành phần thi này. Và nếu như thời gian còn nữa thì các bạn vẫn có thể còn đọc tiếp. Thưa quý vị, nhưng ngay sau đây sẽ được tổng kết số điểm, xem giữa đội Kinh Cận Điệu và Trai Quê sẽ được các cổ động viên 60 thành viên bầu chọn ra sao. Nào, hãy cầm bàn phím lên và suy nghĩ cho kỹ. Bắt đầu quyết định. Lần này đội Kính Cận Điệu được 28 điểm. Và đội Trai Quê 32 điểm. Chúng ta vừa hoàn thành vòng thi kiến thức ca dao tục ngữ. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay sau đây bài hát Đồng Dao ơi với sự góp mặt của các cô gái trong nhóm Mây Trắng. Xin mời. Chanh chanh, hãy đánh
và các bạn. Và bây giờ hai đội chú ý, đây là lần hát tiếp theo, chỉ cần một đoạn như thế này, các bạn làm thế nào trên cơ sở của nhóm Mây Trắng trình diễn làm càng sáng tạo, càng ấn tượng, càng ghi được nhiều điểm từ 60 cổ động viên. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt, chúng ta cùng đến với Đồng Dao ơi một lần nữa, xin mời. Và bây giờ kinh cận điệu với Đồng Dao ơi, cổ vũ mới lên. Yeah, hay hấp hấp ngày xưa đung đưa đung đưa hoa bìm mà lim đi chợ nơi nào sao mà đi lâu thế, mẹ ở đâu mau mau thì về, mẹ ở đâu mau mau thì về, là lấy là la la lấy là lấy la 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 lấy là lấy la 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 lấy là lấy la 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 lấy. Ngày xưa kéo cưa lừa xẻ chẳng ham được ăn cơm vua, chỉ mong về bù tí mẹ phần của ai thua thờ. Thưa quý vị, và bây giờ đội Trai Quê với Đồng Dao ơi, xin mời. Ngày xưa đung đưa hoa bìm mà lim dim hoa khế, mẹ đi chợ nơi nào sao mà đi lâu thế, mẹ ở đâu mau mau thì về, mẹ ở đâu mau mau thì về. Đàn 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 đàn. Ngày xưa kéo cưa lừa xe chẳng ham được ăn cơm vua, chỉ mong về vu tí mẹ chẳng thua ai thua thờ thì thua. Thưa quý vị và các bạn, hai đội bằng sự cảm nhận của mình, bằng óc dí dỏm hài hước riêng và đã thể hiện mỗi đội một phong cách khác nhau. Xin mời nhóm Mây Trắng có nhận xét gì về đội A và đội B đã tham gia chương trình và vừa hát bài của các bạn trở lại. Trước tiên thì nhóm Mây Trắng xin cảm ơn phần biểu diễn của hai đội rất là nhiều. Đầu tiên thì nói về phần là giai điệu của bài hát trước. Đội A thì là hát khá chuẩn giai điệu bài Đồng Dao ơi. Không biết là các bạn đã nghe ca khúc này lâu chưa, nhưng mà Mây Trắng thấy là bài này cũng khá khó hát, nhưng mà các bạn hát cũng khá chuẩn. Về đội B thì Mây Trắng cũng có một lời khen, đó là các bạn hát một bài khác rất là hay so với bài gốc. So với bài gốc. Giai điệu của bài gốc và giai điệu của các bạn là hoàn toàn khác nhau, cho nên là về phần giai điệu thì bên đội A hơn bên đội B. Về cái phần sáng tạo thì bên đội B có cái phần sáng tạo hơn, và đội A thì các bạn cũng có cái minh họa rất là nhí nhảnh, rất là dễ thương về những cái trò chơi. Nhưng mà theo Mây Trắng, nếu như mà cho chấm điểm thì ngày hôm nay Mây Trắng sẽ thiên về các bạn nữ, bởi vì Mây Trắng là nữ. Rồi, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì cổ động viên chúng tôi thấy cũng có nam, cũng có nữ, không biết là sẽ bình chọn ra sao đây giữa đội A và đội B. Các bạn hãy suy nghĩ thật công tâm, cầm bàn phím lên và bắt đầu quyết định. Bấm! Thưa
Thưa quý vị, kết quả như sau: đội Tí Cận Điệu Như Lời Mây Trắng nhận xét 32 điểm, đội Trai Quê diễn xuất rất độc đáo, chỉ có hát một bài hát khác, nhưng mà các cổ động viên cũng đánh giá phần kỹ thuật biểu diễn khá là tốt, 28 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn nhóm Mây Trắng đã đến tham gia cùng hội ngộ bất ngờ trong vòng thi thử tài hát dân ca. Vòng thi đến đây kết thúc, xin cảm ơn. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với trò chơi dân gian Ô Ăn Quạt. Thưa quý vị, trong vòng thi của trò chơi Ô Ăn Quan, chúng ta thấy mỗi đội có 25 quân và 1 quan. 1 quan tương đương với 10 quân. Và thời gian của vòng thi này là 7 phút. Trước khi xuất phát, mỗi đội có quyền suy nghĩ trong vòng 10 giây. Cuối cùng, tổng kết lại, đội nào có số quân và quan nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng. Thưa quý vị, tất cả được sẵn sàng.